Ta ca đề co, mang tinh hoa đến mọi công trình. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nội thất Taka sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách thi công bức vách đầu giường phòng ngủ bằng tấm ốp nhựa BC Nano thương hiệu Taka, có phối hai mã sản phẩm là tấm lam sóng màu nâu gỗ mã 211 và tấm vân đá mã 011. Bước 1, chúng ta cần vệ sinh bề mặt tường cho thật sạch và bằng phẳng. Bước 2, ta đo kích thước khoang tường cần ốp và cắt tấm để phù hợp với kích thước đó. Ở bước này, chúng ta cần chú ý đo và cắt kích thước tấm lam sóng cho phù hợp để ốp với hình xương cá. Bước 3 là cố định tấm. Ta sẽ ốp tấm lam sóng theo hình xương cá lên hai bên của khoang tường cần ốp. Sau đó, ta ốp tấm vân đá vào vị trí giữa của khoang lam sóng vừa ốp. Các bạn chú ý, khi ốp tấm lên, ta cần bôi keo vào mặt sau của tấm, dán tấm lên vị trí tường cần ốp, sử dụng thêm búa nhỏ để đảm bảo phần hèm khóa được ghép khít và chắc chắn. Dùng ke inox để kẹp vào hèm của tấm và bắn đinh bê tông để cố định tấm vào tường. Và cuối cùng là sử dụng các phụ kiện như phào quân tranh, các nẹp góc âm, góc dương, nẹp kết thúc để trang trí và tạo điểm nhấn, che các góc cạnh ghép nối. Như vậy, chúng ta đã hoàn thiện thi công ốp bức vách đầu giường phòng ngủ bằng cách ốp lam sóng hình xương cá kết hợp với tấm nhựa BC Nano vân đá thương hiệu Taka. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Nội thất Taka, mang tinh hoa đến mọi công trình.